Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Học sinh trượt 3 nguyện vọng lớp 10, con đã cố gắng lắm rồi. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 vào chiều 3 tháng 7, nhiều học sinh vui mừng vì đậu vào trường trung học phổ thông công lập. Một số trường hợp khóc ròng vì trượt cả 3 nguyện vọng. Nửa đêm, em PA đăng bài viết vào một nhóm cộng đồng trên Facebook với dòng tâm sự: "Em đâu muốn bản thân mình rớt trung học phổ thông như vậy. Sao mẹ cứ chửi em như vậy nhỉ? Em ăn cơm không nổi luôn." Phía dưới bài đăng, nhiều học sinh cho biết cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Gia đình bất ổn ngay sau khi biết điểm chuẩn. Em QM tâm sự: "Cả đêm không ngủ được, cha mẹ sợ mất mặt với dòng họ, nên muốn em ôn thi lại vào năm sau. Gia đình không chấp nhận có con rớt trung học phổ thông công lập. Em đã ra sức thuyết phục nhưng đành bất lực vì không tìm được tiếng nói chung. Trước khi thi, cha mẹ vẫn nói sẽ ủng hộ toàn bộ quyết định của em, nhưng đến khi có điểm chuẩn thi thì lại không chấp nhận. Em cũng dự đoán mình sẽ không đậu vào trung học phổ thông với mức điểm này. Nếu hạ nguyện vọng thấp hơn thì có thể đậu." Em bộc bạch: "Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông là một cột mốc quan trọng với học sinh lớp 9. Tuy nhiên, đây không phải là cánh cổng duy nhất quyết định tương lai của các con." Thầy Nguyễn Phúc Huy Tùng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức cho biết, ngoài học công lập vẫn còn nhiều hướng đi khác cho các em. Ví dụ như học trường trung học phổ thông tư thục, học trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tùy vào kinh tế gia đình và định hướng nghề nghiệp mà học sinh có thể lựa chọn phù hợp. Đặc biệt, những hướng rẽ này hoàn toàn có thể liên thông lên cao đẳng đại học. Chia sẻ với Báo Người Lao Động sáng 4 tháng 7, Thạc sĩ Trần Phương, hiệu trưởng trường trung cấp Việt Giao, quận 10, cho biết phụ huynh ngày nay đã cởi mở hơn với giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp thành kiến. Chúng ta không thể bắt con trẻ khoác chung màu áo đồng phục, bởi lẽ mỗi đứa trẻ đều là một bản ngã riêng. Ở độ tuổi 15-16, các con còn quá nhỏ để học cách trưởng thành. Phụ huynh phải là người bạn đồng hành với các con. Mỗi sự lựa chọn, dù đúng hay sai, thì các con vẫn cần có cha mẹ ở bên." Thạc sĩ Phương nhắn nhủ: "Nền tảng gia đình là điều rất quan trọng. Cha mẹ tâm lý thì con cái cũng sẽ thoải mái tinh thần hơn. Rất nhiều trường hợp học sinh suy nghĩ tiêu cực vì áp lực gia đình, sự kỳ vọng của cha mẹ quá lớn." Chuyên gia tâm lý tiến sĩ Đào Lê Hòa An cho rằng phụ huynh nên nhìn xa và rộng hơn. Thay vì có bó mình trong suy nghĩ phải đậu trung học phổ thông công lập thì con mới thành công. Chia sẻ về những trường hợp học sinh rớt 3 nguyện vọng, tiến sĩ Hòa An cho biết chính bản thân phụ huynh đang không chấp nhận, tự ép mình vào quy chuẩn chung của xã hội như sợ mất mặt với bạn bè dòng họ, sợ con không có tương lai, v.v. Dĩ nhiên, vào trung học phổ thông công lập là tốt, nhưng điều này không có nghĩa là con hết tương lai. Đây cũng chỉ là một cuộc thi. Điều quan trọng là con mình đã nỗ lực vượt qua kỳ thi quan trọng này. Cha mẹ cần công nhận nỗ lực đó của con, thay vì cứ than phiền, trách móc. Tiến sĩ An nhấn mạnh, chuyên gia tâm lý cho rằng hành trình học tập và nâng cấp bản thân là hành trình suốt đời, không vì bất kỳ cuộc thi nào mà bị gián đoạn hay mất cơ hội. Giai đoạn này, việc định hướng nghề nghiệp và lựa chọn hướng là điều quan trọng. Nếu nhìn xa hơn, mẫu số chung của tất cả học sinh chính là trưởng thành, sống tự lập với nghề yêu thích. Vì vậy, phụ huynh cần cài đặt lại suy nghĩ để giúp con có những lựa chọn đúng đắn hơn. Bất ngờ điểm chuẩn lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau ngày 31 tháng 7, tuyển bổ sung đợt 2 cho những trường trung học phổ thông còn thiếu chỉ tiêu, những học sinh nếu trượt cả 3 nguyện vọng có cơ hội đăng ký tuyển sinh bổ sung. Theo dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình tiếp tục ở đỉnh cao tuyển sinh lớp 10 với điểm chuẩn cao nhất thành phố là 24,25 điểm. Với mức điểm này, học sinh phải đạt trung bình mỗi môn trên 8 điểm. Sau trường này, ba trường trung học phổ thông tiếp theo cùng lấy 23,25 điểm là Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, Trần Phú, quận Tân Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Mức điểm này đều giảm từ 0,25 đến 1 điểm so với mức điểm chuẩn năm ngoái. Nằm trong top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất là các trường trung học phổ thông Gia Định, Thực Hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng mức 23 điểm, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Phú Nhuận, Nguyễn Hữu Cầu cùng lấy mức 22,5 điểm.
Đặc biệt, điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa giảm mạnh từ 26,5 điểm của năm ngoái xuống còn 20 điểm ở năm nay. Trong khi đó, hàng loạt trường khu vực huyện Cần Giờ, Củ Chi, thành phố Thủ Đức lấy đầu vào 10,5 đến 12 điểm. Với điểm xét tuyển là tổng 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ và điểm ưu tiên nếu có, học sinh chỉ cần đạt trung bình 3,5 đến 4 điểm mỗi môn là đậu vào lớp 10. Cụ thể, các trường trung học phổ thông Bình Khánh, An Nghĩa, Cần Thạnh lấy điểm chuẩn 10,5 tương đương với năm ngoái. Các trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Văn Linh, Đa Phước, An Nhơn Tây, Trung Lập đều có điểm trúng tuyển từ 11 đến 11,75. Trong khi đó, trường trung học phổ thông Long Trường, Long Thới, Phước Kiển lấy điểm chuẩn 12 trở lên. So với năm ngoái, hầu hết các trường giảm 0,25 đến 1,25 điểm chuẩn. Đây đều là các trường ngoại thành, vùng ven, số thí sinh đăng ký vào thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Những trường này, học sinh chỉ cần đạt 3,5 đến 4 điểm mỗi môn là trúng tuyển. Biến động điểm chuẩn theo chiều hướng giảm tiếp tục nằm ở các trường tốp giữa khi đa số trường đều giảm điểm chuẩn. Có thể kể đến là Hùng Vương quận 5 giảm 1 điểm từ 19,25 năm ngoái xuống còn 18,25 năm nay. Medicuri quận 3 giảm 0,25 điểm so với năm trước. Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sau ngày 31 tháng 7, khi các trường trung học phổ thông kết thúc nhận hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 đợt 1, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện tuyển bổ sung lớp 10 đợt 2 cho những trường trung học phổ thông còn thiếu chỉ tiêu. Tuy nhiên, những thí sinh nếu trượt cả 3 nguyện vọng mới được tham gia tuyển bổ sung đợt này. Ông Lê Hoài Nam cho biết, công tác tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã thực hiện theo đúng chủ trương. Các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố đã lấy đủ chỉ tiêu lớp 10. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, các trường hướng dẫn phụ huynh cách thức đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến, sau đó mới nộp hồ sơ nhập học trực tiếp. Các trường cần bố trí, sắp xếp công tác giảng dạy tại trường cho phù hợp để học sinh trúng tuyển học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 không bỡ ngỡ. Nhà trường cần chuẩn bị kỹ các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình, các môn tự chọn để học sinh học tốt. Sau khi đã tổng hợp hết số lượng học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển, trường trung học phổ thông báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo. Nếu trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch tuyển bổ sung cho trường để trường bảo đảm chỉ tiêu. Theo ông Nam, những học sinh không đậu cả 3 nguyện vọng mới được tham gia tuyển bổ sung đợt 2. Những học sinh đã trúng tuyển mà không nộp hồ sơ, đợi để xét tuyển bổ sung thì trường trung học phổ thông không được phép nhận. Việc tuyển bổ sung nhằm giúp những học sinh đạt được điểm thi cao mà không đậu nguyện vọng nào được tiếp tục học trường công lập và giúp những trường trung học phổ thông còn thiếu chỉ tiêu, nhất là những trường trung học phổ thông vùng ven, bảo đảm lấy đủ chỉ tiêu, ông Nam giải thích. Thêm một điểm đặc biệt của năm nay, đó là sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, dựa vào số lượng học sinh nộp hồ sơ của các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra một bộ thống kê của từng trường trung học cơ sở với số lượng học sinh dự thi, số lượng học sinh trúng tuyển và số lượng học sinh nộp hồ sơ nhập học. Từ đó, cho ra được tỷ lệ học sinh trúng tuyển. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trước đây, việc thống kê dựa trên số lượng học sinh dự thi, học sinh trúng tuyển nhưng không thể biết số lượng hồ sơ nộp trong số hồ sơ trúng tuyển. Điều này dẫn đến khái niệm tỷ lệ ảo tại các trường trung học phổ thông. Bên cạnh đó, mỗi năm vẫn còn trường hợp học sinh đặt nguyện vọng khá xa. Việc thay đổi bộ thống kê dữ liệu tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ giúp khắc phục những hạn chế này. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay việc xác nhận nộp hồ sơ trực tuyến là thay đổi đặc biệt của thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trước khi các trường trung học phổ thông nhận hồ sơ nhập học trực tiếp, năm nay, ngay từ khi học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10, Sở đã thực hiện khảo sát học sinh đăng ký các nhóm môn học lựa chọn vào trường trung học phổ thông. Do vậy, khi các trường trung học phổ thông nhận danh sách học sinh trúng tuyển thì sẽ nhận kèm thông tin học sinh đăng ký các nhóm môn học lựa chọn. Dựa vào đó, các trường trung học phổ thông có sự sắp xếp phù hợp với các em đúng theo năng lực chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo ông Lê Hoài Nam, sau khi biết điểm chuẩn, học sinh nộp hồ sơ từ ngày 4 tháng 7 đến 17 giờ ngày 12 tháng 7 theo hình thức trực tuyến. Nếu học sinh không xác nhận nộp hồ sơ trúng tuyển trực tuyến theo thời gian trên thì xem như từ chối quyền trúng tuyển. Đối với các trường trung học phổ thông, từ ngày 13 đến 16 tháng 7, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo số lượng hồ sơ xác nhận và nhu cầu, số lượng tuyển bổ sung. Trong thời gian từ ngày 17 đến 31 tháng 7, các trường trung học phổ thông tổ chức nhận hồ sơ trực tiếp của các thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!